Ok, hello anh em. Thì trong clip này mình sẽ giải đáp rõ hơn về cái dự án mà CrowdOne. Ok, bởi vì trong những ngày qua thì có rất nhiều cái ý kiến, có rất nhiều cái bạn mà contact hỏi mình là anh ơi, anh giải thích giùm em là dự án CrowdOne, rồi là có rất nhiều câu hỏi ha. Thì nó liên quan đến cái việc bản chất công ty, rồi là liên quan đến chế độ trả thưởng, rất rất nhiều thứ. Nên hôm nay mình quyết định mình sẽ làm cái video này để giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn. Và qua video này anh em sẽ hiểu rõ hơn được cái bản chất hoạt động của công ty, cơ chế hoạt động, cơ chế trả thưởng, hay là tiềm năng của công ty là đến đâu, để mọi người cùng quyết định là mình có nên đầu tư vào nó hay không, hay là mình có nên tham gia vào nó để giới thiệu tạo cộng đồng cho nó hay không. Ok, thì trong cái video này các bạn sẽ hiểu được là bản chất hoạt động của công ty này, tiềm năng này, cũng như giá trị của công ty này. Rồi là người đầu tư thì vì sao bạn nên đầu tư vào công ty này? Và nếu là người giới thiệu thì vì sao bạn nên giới thiệu? Đúng không? Chứ chúng ta cũng không thể là nghe ý kiến một chiều là có nhiều người nghe nói là ồ công ty này nó đa cấp. Thôi, không chơi, cứ nghe này đa cấp là không chơi. Không phải, bạn phải hiểu cái bản chất của nó là gì. Ok, còn cái người giới thiệu thì không thể chỉ vì cái lợi nhuận hay chỉ vì những đồng tiền, những cái hoa hồng mà chúng ta cứ lôi kéo bất chấp, đúng không? Thì mình phải hiểu được đã cái bản chất nó như thế nào đã, đúng không? Thì lúc đó mình còn nên quyết định đầu tư hay mình quyết định là giới thiệu tạo cộng đồng với nó, tạo cái sự nghiệp với nó, đúng không? Còn đối với mình thì mình cũng cân nhắc rất là kỹ để mình có một cái quyết định là mình giới thiệu cho mọi người, bởi vì mình thấy cái này nó tiềm năng ở nhiều cái nhiều chỗ, nhiều vấn đề, nhiều chỗ ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ biết từ sản khác nhau của CrowdOne và các cái hình thức đa cấp khác. Ok, rồi là những câu hỏi như là công ty lấy đâu tiền để mà trả lại cho hệ thống, nó trả cho hệ thống chứ không phải là lãi, đấy không phải là lãi nhé. Rồi làm thế nào để biết CrowdOne là minh bạch, rồi làm thế nào để biết cổ phiếu của công ty là nó có khả năng lên giá để mà chúng ta có thể đầu tư, đúng không? Đấy thì đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ mình sẽ theo cái góc nhìn của mình sẽ giải đáp cho mọi người trong cái video này, đúng không nào? Ok, thì đầu tiên là mình sẽ nói về qua cái sự khác biệt giữa cái crowd và các cái hình thức đa cấp khác. Thì ở đây này, mọi người cứ hay nói là đa cấp là xấu, đúng không? Thì thực ra ở Việt Nam mình đa cấp thì nó bị biến tướng đi rất là nhiều. Tức là có những hình thức trả lại, tức là người sau đi vào để là gì trả lại cho người trước. Còn khi nào mà hết cái người sau vào thì hình thức đó tự động giải tán. Đó gọi là Ponzi, đúng không? Có người sao vào thì mới có. Ok chưa nào? Thì ví dụ như đây, người sao vào này, chúng ta đầu tư, mình đầu tư cả cái con coin mà lending hay là các cái hình thức mà có trả lãi, thì người sao vào trả lại cho người trước, bởi vì nó không tạo ra một cái giá trị nào cả. Ok không? Không tạo ra một giá trị nào cả. Mình phân tích dòng tiền mình sẽ biết. Được chưa? Người tham gia vào cả hình thức Ponzi đó là đầu tư. Có những người người ta chỉ đầu tư ăn lãi thôi. Và có nhiều người người ta là giới thiệu là ăn hoa hồng, đúng không? Ăn hoa hồng trực tiếp, hoa hồng cá nhân, tất cả những cái thứ đó là tạo nên một hình thức là Ponzi. Rồi hình thức trả thưởng cái nó là trả thưởng nhiều tầng, ở Ponzi là trả thưởng nhiều tầng. Còn bên này crowd hoạt động như nào? Thứ nhất là crowd nó sẽ tạo một cái hệ thống, tạo một cái cộng đồng thành viên, cộng đồng đúng chưa? Và công ty là tập trước mắt tập trung vào hai lĩnh vực đó là game và cá cược online. Đấy, sau đó phát triển các hình thức khác như là Visa hay là xổ số, rồi là sàn thương mại điện tử hay là kinh doanh online và các khóa học, đúng không? Rồi khi mà cộng đồng rộng lớn rồi á thì sẽ là kết hợp với các nhà quảng cáo, đúng không? Để đặt quảng cáo rồi là bán cả cái thứ ở trên 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 app ấy, app crowd đấy, được chưa? Thì vào crowd thì mình có gì, có hai kiểu người, hoặc là kiểu người đầu tư, tức là chỉ đầu tư thôi. Là người ta vào đây, người ta đầu tư, người sẽ ôm cổ phiếu của Crown, đúng không? Thì người ta sẽ được gì? Người ta sẽ được gì nào? Công ty làm ăn có thì người ta sẽ trả cổ tức mỗi mỗi quý một lần. Ok, cổ tức mỗi quý một lần, cứ 3 tháng một lần, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4. Đó là ví nó như một công ty bình thường. Và hiểu không? Thay vì cả cái công ty bình thường như là chút xíu nữa mình sẽ nói cả công ty bình thường, ví dụ như là Nu Skin này, Amway này, hay là Vinamilk hay Vietjet hay là các cái công ty khác,
đúng không? Nó có đều có sản phẩm, thì ở đây nó cũng có sản phẩm, nó cũng kinh doanh, thì nó có cổ phiếu thì nó có lợi nhuận, thì nó sẽ chia lợi nhuận. Rồi cái người đầu tư người sẽ cầm cổ phiếu, và khi cổ phiếu tăng giá nó được lên sàn, có sàn nội bộ thì có thể bán sàn nội bộ, hoặc là cổ phiếu tăng giá ở khi mà nó lên được cái sàn chứng khoán thì chúng ta sẽ bán, đợi cổ phiếu lên giá để ngược ra đấy mà chúng ta cảm thấy ok lợi nhuận thì chúng ta bán, đó là người đầu tư đúng không? Còn người làm hệ thống thì sẽ được người giới thiệu cộng đồng á, phải với vào crowd á, thì sẽ được gì, hưởng cổ phiếu là thứ nhất này, hưởng các cái quyền lợi như nhà đầu tư đúng không, là thứ nhất. Thứ hai nữa là giới thiệu là được hưởng hoa hồng từ việc việc giới thiệu của mình đó. Rồi là sau đó là khi mà tạo một cộng đồng rộng lớn á, công ty kinh doanh ok á, thì người ta sẽ trả thưởng cho từ việc cả công ty kinh doanh làm ăn ra, làm ăn từ những người mình giới thiệu đúng không? Ví dụ như mình giới thiệu ra được 10.000 người, hai ví dụ 10.000 người, thì trong cái tập khách hàng 10.000 người đấy mà công ty kinh doanh được, ví dụ như công ty mở cái thẻ Visa mà trong 10.000 người đấy người ta mở cái thanh toán trong đấy, thì hàng tháng là công ty kinh doanh được lời bao nhiêu người ta, thì người ta chia lại cái phần trăm hoa hồng cho cái người giới thiệu, người đã tạo ra cái cộng đồng đấy, đưa cái khách hàng vào đấy để cho là công ty đúng không? Thì ở đây hình thức trả thưởng thì nó giống nhau, hai cái này giống nhau, cái là đa cấp, tức là nhiều tầng đúng không, thay vì một tầng hai tầng mà đây là nhiều tầng. Thì là hình thức Ponzi nó cũng là đa cấp đúng chưa, nhưng mà bên crowd nó cũng đa cấp, nhưng mà có cái hơn nữa là bên này nó trả thưởng là có cái bệ tài chính, ngoài cái hoa hồng cân nhắn, hoa hồng matching thì nó còn có cái bệ tài chính. Bệ tài chính như mình nói lúc nãy là khi mà mình tạo ra một cộng đồng, sau đó là crowd nó kinh doanh trong cái cộng đồng đấy thì nó được lợi nhuận bao nhiêu thì nó đưa vào một cái bệ tài chính và nó thưởng cho cả mọi mọi người ở trong đấy, mọi thành viên mà tạo ra cộng đồng ở trong đấy tùy theo mức độ khác nhau. Ngoài cổ tức ra thì nó còn chia là như vậy, tức là anh ôm cổ phiếu nhiều nhưng mà tôi có công, tôi tạo ra cộng đồng đấy để mọi kinh doanh, công ty kinh doanh làm ăn ra được thì công ty sẽ thưởng cho mình đúng không, công ty sẽ thưởng cho mình. Ok, thì ở đây cổ phiếu này này mình có giải thích này, cổ phiếu là khi mà công ty kinh doanh được có cổ tức đúng không, thì người ta chia. Thì vì vậy là mô hình Ponzi kết thúc khi nào, mô hình Ponzi kết thúc khi mà không lôi kéo được người sau vào nữa, hoặc là người sau vào không đủ để trả lại cho người trước đúng không. Còn đây công ty này là kinh doanh, mình ôm cổ phiếu thì khi kinh doanh làm ăn được thì người ta sẽ trả lại cho mình đúng không nào, trả cái lợi nhuận cho mình, ôm nhiều cổ phiếu thì được hưởng được hưởng nhiều lợi nhuận. Còn khi mà mình mất công ty đó làm ăn không được thì đương nhiên đâu có lợi nhuận đúng không, hoặc là khi mà mình mất niềm tin thì rớt giá đúng không. Ví dụ như cổ phiếu gần vừa rồi đúng không, qua là khi mà tình hình đại dịch corona nó căng thẳng thì mọi người quyết tâm quyết định là bán tháo để lấy tiền mặt, nhưng mà cổ phiếu nó rớt giá, mọi cái tin nó xấu, tình hình kinh doanh nó không khả quan thì nó rớt giá đúng không. Thì bên này crowd nó cũng vậy thôi, nó làm ăn được, có nhiều tin tốt, có nhiều cái cơ hội phát triển thì nó làm ăn được, cổ phiếu nó lên giá, cổ phiếu nó chia cổ tức nhiều thấy không. Còn cái bệ tài chính là cái bệ như mình nói lúc nãy á, thì khi mà một tập khách hàng rộng lớn có một công ty có ấy là cộng đồng cả hàng ngàn hàng triệu người thì lúc đó nó sẽ kinh doanh ở trong đấy, thì kinh doanh có ra tiền thì nó ngoài việc chia cổ tức thì nó còn nhân ra một phần, đó là 40% cái lợi nhuận đó nó sẽ đưa vào một cái bệ tài chính để trả cho những người đã có công mà tạo ra cộng đồng cho nó để nó kinh doanh đúng không? Mà chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi thì bắt đầu mình sẽ đi vào cái và câu hỏi này là công ty lấy đâu tiền ra để trả. Mọi người cứ sợ rằng là khi mình giới thiệu một người thì là có tiền công ty trả cho mình hoa hồng thì tiền nó lấy từ đâu đúng không, tiền nó lấy từ đâu. Rồi là có nhiều người nghe là, ồ công ty này đa cấp đó, người sau trả cho người trước đó đúng không. Thì mình sẽ trả lời câu hỏi này. Câu hỏi thứ hai là sau khi có cộng đồng rồi thì công ty làm gì ra tiền để trả cho cổ tức, hay để cổ phiếu tăng giá, hay là để mà đưa vào bệ tài chính để mà trả, tiền đâu ra nhiều vậy đúng không. Đấy thì trước hết các bạn phải hiểu được cái bản chất của cái vấn đề này. Video này mình làm ra để mọi người hiểu được rằng là bản chất của công ty này và những công ty khác nó khác nhau chỗ nào, của công ty của Crowd và của các công ty bình thường khác nó khác nhau chỗ nào, và của Crowd và các công ty Ponzi, các công ty đa cấp nó khác nhau chỗ nào.
À, mọi người nắm rõ được cái vấn đề đó thì lúc đó mình đưa ra quyết định là mình không còn mông lung nữa, đúng không? Mình không còn mông lung nữa. Thì bây giờ các bạn biết được Amway, Nu Skin hay Unicity à, thì nó kinh doanh trong ngành đa cấp à, các bạn thấy không? Nó đa cấp tức là gì? Đa cấp chỉ đơn giản là gì? Chỉ đơn giản là thay vì thưởng một tầng à, đại lý cấp 1 thì bây giờ nó trả rất nhiều tầng à, để thúc đẩy đội nhóm làm việc, đúng không? Các bạn nhìn đây này, nhìn này, ở trang Business From Home nó thống kê à, như Amway là một công ty đa cấp, nó tồn tại rất lâu đời à, nhưng các bạn nhìn này, thống kê trong vòng 1, 2, 3, 4, 5 năm lại đây à, năm 2015 là 9,5 tỷ đô doanh thu nha, 16 là 8,8, 17 là 8,6, 2018 là 8,8 là 2019 là 8,4, đúng không? Nó rất là thu nhập cực khủng, hiểu không? Thu nhập cực khủng tỷ đô chứ không phải là chuyện đơn giản. Rồi hãy Nu Skin, các bạn nhìn này, đó là 2,8, 2,4, năm 2015 là 2,4 tỷ đô, tức là 2.247 triệu đô, tức là 2,4 tỷ đô, đúng không? Vì thế là các bạn có thể thấy rằng là đây là những công ty nó cực kỳ, nó là hoạt động trong ngành đa cấp đấy, nhưng mà nó cực kỳ đặc, chẳng qua đó là hình thức của nó để trả thưởng thôi, còn lại nó sản kinh doanh sản phẩm rất là minh bạch, sản phẩm nó rất là tốt, đúng không? Amway, Nu Skin hay Unicity, nó tập trung vào làm sản phẩm, và thay vì marketing bị thông thường thì nó dùng cái hệ thống là đa tầng để trả thưởng cho cái người giới thiệu, người bán cái sản phẩm đấy, đúng không? Đấy rồi là hay là Vinamilk, đúng không? Vinamilk thì hay là Vietjet thì nó cũng có cái sản phẩm là gì, là dịch vụ các loại sữa này, rồi là nó có nhiều lắm, nhưng mình nói cái mặt hàng chính của nó là sữa này, rồi là các Vietjet thì dịch vụ vận chuyển này, hàng không này, đó thì đó là Vinamilk thì nó có các cái đại lý cấp 1, cấp 2, hay là công ty nó triển khấu một tầng hai tầng, đúng không? Rồi là có những cửa hàng để công ty nó tự kinh doanh, đó đó là cái cơ chế kinh doanh của người ta. Hay là bảo hiểm nó cũng kinh doanh đa tầng, đúng không? Đặc biệt là như là TCA, vừa nổi lên là không là là đây mình có đưa ra đây đó, cái cơ chế của nó là đa tầng, tạo thượng đến 8 tầng, là công ty môi giới bất động sản là 8 tầng, có sao đâu, Việt Nam mình vẫn cho phép. À, các bạn nhìn hoa hồng là đến 75% đấy, để giải thưởng cho hệ thống của nó, đúng không? Chứ không có gì thì không có gì khác hết đó. Rồi thì vậy là Grab hay Facebook, ví dụ như Grab thì nói gì, Grab nó nói ứng dụng để gọi xe, sau khi mà có cộng đồng nó phát triển rất nhiều cái khác nữa đó, thì tất cả những thứ đây thì là nó mục cái chính của nó là có sản phẩm à, và cái mục cái trả thưởng của nó như thế nào thôi, đúng không? Sản phẩm nó vật lý hay sản phẩm phi vật lý, đúng không? Các bạn hiểu cái sản phẩm phi vật lý không ạ? Phi vật lý như là các cái thứ mà nó chỉ như là các cái video này, các cái ứng dụng này, rồi các cái game này, các cái đó như về về nên cloud, nó là sản phẩm của nó là gì, sản phẩm phi vật lý, đó là game online, cờ bạc online, đúng không? Còn sản phẩm vật lý là gì, nó có đầu tư xưởng máy móc để nó làm, ok nè. Còn sản phẩm phi vật lý thì nó chỉ thì nó chỉ sản xuất một lần thôi, đâm ra cái lợi nhuận nó rất là cao, nó dần phần trăm rất chiết khấu rất là cao để cho người làm, người đi tạo ra 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 sale cho nó, người bán hàng cho nó, ok không? Đấy vậy thì crowd nó sẽ có bao nhiêu bước để nó hình thành nên một cái crowd này giống như Facebook ha. Facebook thì nó được rộng rãi là gì, là do là marketing của nó ban đầu tiên là chỉ là xuất phát từ một trường đại học của Mỹ thôi, đúng không? Ông Mark ấy, ông chỉ nghĩ ra một ứng dụng thôi, nhưng mà thấy nó hay quá, người này truyền người kia, sau đó dần 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 lan tỏa ra, đúng không? Đó là một sự thành công vượt trội là như vậy. Còn đây về crowd là gì, đầu tiên nó cũng muốn tạo ra cộng đồng, thực ra các cái app này, các cái phần mềm hay là tất cả những cái gì mà sản phẩm mà digital mà nếu không có cộng đồng thì chết, thậm chí các cái sản phẩm vật lý
không có cộng đồng là chết. Thì bên đầu tiên, cộng đồng. Làm sao để tạo cộng đồng? Thì bây giờ Grab nó mới nghĩ ra một cái cách là trả thưởng cho người giới thiệu. Đầu tiên là nghĩ cái mô hình kinh doanh, đúng không? Mình sẽ kinh doanh cái gì? Những ai sẽ vào đây để cùng phát triển công ty với mình, đúng không? Công ty bình thường là những công ty mà mình nói ở trên là chỉ có một cái số nhỏ, số nhỏ đó gọi là CEO hay là các cái người trong hội đồng quản trị, là người ta treo lại con thuyền đấy, marketing rồi là làm các thứ khác để cho nó phát triển. Còn đây crowd là gì? Các bạn thấy crowd là cộng đồng không? Từ crowd là người cộng đồng không? Có nghĩa đây là công ty của cộng đồng, một đám đông cùng chung tay để phát triển nó. Ok nè, phát triển bằng cách nào? Bằng chế độ trả thưởng là gì? Đó là ai giới thiệu thì sẽ được gì? Là phần trăm hoa hồng ở trong đấy. Và hoa hồng này đến từ đâu? Hoa hồng đến từ đâu? Đấy, cái này là cái quan trọng, đúng không? Mình sẽ trả lời câu hỏi một, hoa hồng đến từ đâu? Rồi, thì sau khi có giả sử, bây giờ mình sẽ nói giả sử nó có một cộng đồng rồi. Ok, tạo ra một cộng đồng rồi thì nó sẽ làm gì? Ví dụ giống Facebook bây giờ nó có cộng đồng rồi thì nó sẽ làm gì? Giống Grab nó là có một cộng đồng rồi nó sẽ làm gì, đúng không? Thì khi nó có một cộng đồng vài chục triệu người rồi thì bắt đầu gì? Nó mới kết nối với các nhà quảng cáo. Đặt quảng cáo lên đấy. Rồi là đưa quảng cáo về hai cái app là Avigo và Mister. Đúng không? Để ăn chia lợi nhuận với các nhà quảng cáo đấy. Đúng không? Thì nó tạo ra tiền. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo là nó kinh doanh cả cái khóa học online này, dịch vụ thẻ visa này, game cờ bạc thì như hai cái app kia đấy, rồi là sổ số này, sàn thương mại điện tử đấy, rất nhiều thứ khác, đúng không? Đó là tiền, đó là công ty kinh doanh nào mà, đó là cái gì, doanh thu của công ty nó nằm ở đấy đấy, chứ nằm ở đâu nữa, hiểu không? Còn ban đầu này, ban đầu thì công ty lấy đầu tiên ra trả, tức là hình dung không? Mọi người cứ nghĩ là mới vào chưa có gì hết thì lấy đầu tiên ra trả, đúng không? Thì mọi người hãy chú ý tập trung vào cái giây phút này này. Tức là mọi người là cứ nghe nói là ồ công ty đa cấp là chắc là người sau trả cho người trước rồi, đúng không? Thì bây giờ mọi người hãy tư duy chỗ này. Mình qua tiếp theo nhé. Thứ nhất là công ty lấy đầu tiên ra trả, tức là cái người mà giới thiệu có tiền ở đâu, có phải là người sau trả cho mình không, đúng không? Thì mình nhắc lại về bạn rằng là trên đời này ai làm gì cũng phải việc bán hàng. Phải bán hàng mới có tiền. Bạn đi làm việc ở công ty, đúng không? Bạn đang bán sức lao động, bạn đang bán chất xám. Công ty hưởng cái đó có lợi nhuận thì mới trả chứ, đúng không? Bạn trả cho công ty 10 đồng thì công ty sẽ tùy theo từng chế độ công ty mà sẽ trả 3 đồng hay trả 2 đồng hay trả 5 đồng. Còn công ty phải có cái lợi nhuận lúc đấy người ta mới sống được chứ, đúng không? Thì đây, bạn là người giới thiệu từ việc nào? Bạn được hưởng hoa hồng thì từ cái việc nào? Đó là từ việc bán hàng cho công ty. Mà hàng hóa ở đây là cái gì? Đó chỉ là cổ phiếu. Bạn đang bán cổ phiếu cho công ty. Các bạn hình dung ra chứ nè. Bởi vì ai vào cũng vào một gói, và gói đó được quy thành cổ phiếu, đúng không? Và gói được quy thành cổ phiếu thì đó chỉ là cổ phiếu. Hình dung nè, đó chỉ là cổ phiếu, đó chỉ là cái hàng hóa. Nó gói 99 đô hay gói 299 hay gói 399 hay gói là 2499, được quy ra thành cổ phiếu hết. Thì đó chính là cổ phiếu, đó chính là món hàng của công ty. Mà tại sao hiện tại bây giờ ví dụ như là công ty nó đang, ví dụ như Avigo thì nó là 2.83 đô một cổ phiếu, cái Mister thì nó là 0.99 đô một cổ phiếu, đúng không? Nhưng mà sau này khi mà công ty làm ăn ra được thì nó không còn cái giá như thế nữa ha. Càng ngày càng rồng công ty, càng ngày càng rồng lớn, càng phát triển thì cổ phiếu nó sẽ càng tăng giá. Các bạn về sau vào thì phải mua được ít hơn, hình dung nào? Thì thế, bây giờ Crown nó được định giá là 1 đô, sau này ngày 15 tháng 4 nó sẽ quy hết về Crown giá 1 đô. Bạn hiểu không? Như Crown là nó chưa có cái gì hết, nhưng mà đã có cổ phiếu để bán, công ty đã thu được tiền về. Từ việc gì? Từ việc là gì? Nó nghĩ ra cái mô hình kinh doanh và mọi người thấy hay. Mới bắt đầu là cảm thấy nó tiềm năng là mua của nó. Cứ coi như là mua của nó Crown với giá 1 đô đi. Được chưa? Chấp nhận mua của nó 1 đô. Còn nếu không có lòng tin nữa thì làm gì còn để 1 đô, đúng không? Nhưng các bạn phải hiểu rằng thời điểm này nó 1 đô, nhưng mà sau khi nó hình thành thì tất cả mọi thứ rồi, cộng đồng nó rộng lớn, nó kinh doanh mọi thứ ok, thì cổ phiếu của nó làm sao mà giảm 1 đô? Bạn hình dung ý này không nhỉ? Các bạn hiểu ý này không nhỉ? Tức là bạn đang bán hàng cho công ty, giai đoạn này là bạn đang bán hàng cho công ty, đúng không? Bạn đang bán hàng bằng cách là bạn bán cổ phiếu cho người ta, có công ty. Bởi vì công ty hiện tại giờ công ty cần gì? Cần cộng đồng để sau này công ty kinh doanh, cần vốn để công ty mở rộng, duy trì
mở rộng văn phòng, tất cả mọi thứ khác, đúng không? Thì bạn là người làm cái đó thì bạn đi, thì đang đi bán hàng để tạo cho công ty, thì công ty trả lại, trả cái tiền đó. Ví dụ là mình nói ví dụ một cái gói 99 đô quy thân cổ phiếu rồi, thì người được giới thiệu người ta sẽ đi được hưởng trong cái hệ thống đó, người trích ra 80% để trả lại, không, để trả lại cho hệ thống, hình dung như là. Thì nó nói đâu xa, nó giống như cái này, nó giống như một cái công ty bình thường, ví dụ công ty Amway và Nu Skin chẳng hạn, nó trả lại 15 tầng, như Nu Skin nó trả lại 15 tầng và chế độ hoa hồng của nó đến, mình nhớ không chính xác lắm nhưng mà phải 50 đến 70% gì đấy ha, mình không nhớ không nhầm nhưng mà khoảng khoảng đấy, có bạn hình dung không? Thì thay vì mình bán một cái hộp cái chai như này ha, với giá là 1 triệu, thì mình được hưởng ví dụ như chiết khấu 50%, đúng không? Mình là cấp 1, mình được chiết khấu 50%, à là mình chiết khấu được là đúng rồi, 50%. Thì khi mình tuyển đại lý cấp dưới thì mình chiết khấu cho người ta 30%, mình chỉ là 20%, đúng không? Người dưới này chiết khấu thêm là 15% cho tuyển dưới thì bình thường, đúng không? Thì còn đây các bạn đi bán, đang đi bán cổ phiếu cho công ty, công ty trả cho các bạn 80%, trong đó 20% là quy về cổ phiếu, 80% là quy về tiền mặt, đúng chưa? Không phải là 80% là hệ thống nha, chứ không phải là một người vào là 80% rồi. Ví dụ bạn cân nhận tốt hay làm hoa hồng tốt, làm cái hoạt động đội nhóm tốt thì bạn hưởng được 40%, thì đúng chưa? Các bạn thấy, bởi vì cổ phiếu của công ty thì có mất gì đâu, có phải đâu, người ta chỉ phát hành thôi, có in, có phải như là một cái sản phẩm vật lý mà để mà phải tạo xưởng sản xuất, tạo tất cả mọi thứ mà để mà hoa hồng thấp đâu. Và đặc biệt ví dụ như Vinamilk chẳng hạn, hay các loại sữa trên thế giới, các bạn thấy rằng là để hình thành một cái giá thân phẩm của một loại sữa nha, thì ở đó có những cái mặt hàng là đến 60-65% là tiền có chi cho quảng cáo, tiền marketing, còn là cái giá trị của cái sản phẩm đấy á, là chỉ có 35% thôi. Và nên dùng chưa, đâm ra người ta chiết khấu, đây là một, đó là một cái sản phẩm mà cần cần cái sự là chế tạo sản xuất rồi công nghệ tất cả mọi thứ nữa, đó là sản phẩm vật lý mà, còn đấy sản phẩm phi vật lý thì là chỉ là cổ phiếu, chỉ nó là in ảnh ra thôi. Ví dụ cổ phiếu bình thường thì in ảnh, còn ở đây là cả cái cổ phiếu trên máy tính, đúng không? Hình dung chưa? Thì người ta chiết khấu 80% cho về hệ thống là chuyện bình thường, đúng không? Mà ở đây ví dụ như Vinamilk hay là những công ty bình thường thì nó không kết hợp cả cái, khi người ta có cái khách hàng thì người ta ít tận dụng như là cái cộng đồng của Crown, bởi vì cộng đồng của Crown là người ta còn kết hợp, là một cái app mà nó kết hợp vào cả cái nhà là quảng cáo ở trong đấy, người ta khai thác thêm nữa đó, nên việc nó đạt 80% từ việc bán hàng cho các bạn là chuyện bình thường, hiểu không? Khi mà bạn hiểu được vấn đề bạn đang bán hàng cho công ty ấy, thì nó sẽ rất đơn giản, mọi thứ nó sẽ dễ dàng, đúng chưa? Thì đây mình sẽ nói cho mọi người biết làm sao mà crowd để một cái công ty nó thành công, để một dự án nó thành công, thì ở đây nó sẽ có ba cái win, đúng không? Ba cái win, thứ nhất là công ty phải win, công ty phải thắng lợi, nhà đầu tư phải thắng lợi, và người giới thiệu, người làm việc cho nó phải thắng lợi, và sau này nhà quảng cáo trả tiền cho công ty nó phải thắng lợi, tức là khi người ta đặt quảng cáo trong đấy người ta phải thu được lợi nhuận chứ, còn đặt quảng cáo mà không được thì người ta đi chứ, người ta đâu có ở, đúng không? Đấy, thì ở đây thứ nhất là cái công ty là đang cần vốn, ban đầu trong công ty cần cộng đồng và cần vốn, thì người ta nghĩ ra một mô hình kinh doanh ưu việt. Ví dụ như giả sử như người ta không nghĩ ra cái mô hình công ty đám đông này ha, cộng đồng cùng sở hữu cùng làm này, thì ví dụ như 5-7 người của CEO hay là ban hội đồng quản trị của ấy có tạo ra được cái cộng đồng như vậy không? Mọi người thử nghĩ đi, từ đi bán cổ phiếu hay mua cổ phiếu cho tôi đi, bây giờ giảm 1 đô này, hay mua đi, đúng không? Làm gì được khi không có cơ chế ưu việt như thế này, đúng như nào, đúng không? Khi mọi thứ mô hình kinh doanh hợp lý rồi chế độ thả được hợp thì mọi người mới là cảm thấy ô, đây là công ty rất hay, công ty của cộng đồng, mình cũng được thưởng, mình được hưởng phần trăm trong đấy, mình được hưởng cái lợi ích trong đấy, thì bắt đầu người ta mới càng ngày càng đông người ha, người ta càng giới thiệu nhiều người để vào, thì công ty vừa bán được cổ phiếu có vốn mà vừa có được cộng đồng, thấy không? Chứ chỉ ban đầu thì khởi điểm là Windows, đúng nhá. Đây là ví dụ này, ví dụ 100 đô cổ phiếu trong này thì euro nhá, người ta dùng euro, ở đây mình xin phép là mình dùng chữ đô, là 100 đô cổ phiếu, thì khi bán, ví dụ như là cả hai hình thức bán cho người tham gia ha, công ty mời gọi, công ty tự mời chào này, công ty cổ phiếu tôi này giảm 1 đô đó, bạn hãy mua đi ha, vì 100 đô thì công ty lấy hết 80% rồi, còn trả lại cho 20% chỉ khấu cho 20% cho người bán, thì lúc nào có ai giới thiệu không?
có ai giới thiệu. Nhưng đây công ty chỉ lấy 20 và trả lại 80% cho người giới thiệu. Thì thu hút người giới thiệu tức là nhân viên bán hàng cho mình. Và cơ chế lương thưởng cực kỳ hợp lý. Cái cơ chế mô hình hoạt động công ty cực kỳ hợp lý. Thì người ta cảm thấy ồ hay. Người ta mới vào thì mọi người mới thấy rằng là à ở đây à cái minh chứng là công ty phát triển về cái cộng đồng chóng mặt. Đây mọi người thấy nhìn này, như cái tài khoản này các bạn thấy là lúc mà mình quay hai cái video đầu tiên á, à, thì nó bao nhiêu, thì cái số người dõi sau mình á là mấy, à 830.000 hay là 840.000 gì đấy. Còn bây giờ sau 3 ngày thì nó đã lên 1 triệu thành viên rồi. Tức là sau 3 ngày mà nó đã lên 150.000 người. Chỉ sau 3 ngày. 160.000 người chứ. Chỉ sau 3 ngày. Thấy tốc độ chóng mặt chưa? Vì vậy nên là nó lên 1 triệu người rất là nhanh. Và càng ngày nó càng nhanh bởi vì càng nhiều người chung tay vào đấy mà. Đúng không? Còn cái tiền đầu ra chỉ là tiền đó. Mình đã nói nhắc lại với các bạn rồi. Khi các bạn nhận định được cái này thì mọi tiền đều ra hết. Đúng không? Mọi thứ đó đều ra hết. Thực ra chúng ta đang đi bán hàng cho công ty, chúng ta đang tạo ra cái giá trị cho công ty. À, công ty đang được hưởng lợi từ đó thì nó chiết khấu lại. Đúng chưa? Ok. Rồi. Bây giờ nhà đầu tư win. À, tức là mình giới thiệu một người vào, ví dụ như người đó chỉ là đầu tư thôi. Thì làm sao để người ta thắng? À, người ta ôm cổ phiếu mà, người ta chỉ có cổ phiếu để ôm thôi. Người ta không làm hệ thống, không giới thiệu. Thì làm sao người ta win? Đó. Thì khi người ta ôm cổ phiếu thì người ta là gì? Là khi cổ phiếu tăng giá thì người ta được gì? Tăng tài sản của mình. À, rồi khi công ty kinh doanh làm ăn ra thì được chia cổ tức nhiều. Còn phải người ta quyến không? Đó là trong trường hợp gì? Công ty ăn nên làm ra. Đó. Thì chính vì vậy nên bạn là nhà đầu tư, bạn phải hiểu được rằng là à, tại sao mình phải nên đầu tư vào đấy? À, bạn là nhà đầu tư, bạn đừng có nghĩ là cái đa cấp đằng kia. Bạn đừng có nghĩ là à, số tiền của tôi vào là nhân viên bán hàng là ăn đi là 80%. Đừng có nghĩ vậy ha. Ví dụ như bạn mua cái sản phẩm này, ví dụ như sản phẩm từ Nu Skin hay từ Amway hay là từ Vietnamese chẳng hạn nữa, bạn đừng nghĩ ô cái giá thành 1 triệu, không phải đâu, trong này chắc có là 40% hay 50% của cả cái đại lý hay quảng cáo rồi, thôi bây giờ bán cho tôi là 500 thôi, tôi mua 500 thôi, đâu có được. Đó là định giá của sản phẩm rồi, cơ chế công ty nó đưa ra như vậy rồi. Đúng không? Còn bạn thì hiểu biết rằng là bạn mua sản phẩm, bạn thấy là ô sản phẩm này có tốt hay không? Đúng không? Thì tôi xài, ví dụ đấy là lò kem chẳng hạn, thì sẽ mình xài giá mình có trắng lên không hay là có tốt hợp với giá mình hay không? Vậy thôi. Và cái mức giá đấy có chấp nhận được hay không? Vậy thôi. Còn đây khi bạn đầu tư vào cổ phiếu công ty, đúng không? Bạn thấy là ô, với tôi đầu tư vào đây 1 đồng, thì sau 1 năm, 2 năm nữa thì 1 đồng tiền của tôi nó có thể tăng giá được bao nhiêu không? À, tôi đầu tư vào đây 100 đô hay là 1.000 đô thì sau 1-2 năm nữa ha, thì cổ phiếu này có tăng giá hay không, tôi được chia cổ tức nhiều hay không, đúng không? Chỉ vậy thôi ha. Vậy à? Thì làm sao để trả được câu hỏi đấy, thì bạn phải nhìn vào cái công ty đó nó có tiềm năng hay không. Đúng rồi ạ, bạn phải biết là nhìn vào công ty đó có tiềm năng hay không, mô hình hoạt động nó như thế nào, lĩnh vực hoạt động nó ra sao, đúng không? Rồi là cái CEO nó, ban lãnh đạo của nó như thế nào, sắp tới là có những cái thông tin gì tốt để cho nó hoạt động hay không, đúng chưa? Giống như là bạn đầu tư vào cả cái cổ phiếu của Vinamilk, cổ phiếu của Vietjet, thì ví dụ như là năm này bạn quyết định đầu tư vào đó 100 triệu hay là 1 tỷ, bạn ôm cổ phiếu của nó, thì bạn mới có nhận định nhé. Bạn thấy là ồ, bạn thấy rằng là ồ, cổ phiếu của Vinamilk là tăng trưởng đều, à sắp tới là mở rộng qua cả thị trường Malaysia, Indonesia hay là qua các nước châu Âu chẳng hạn đấy. Đó, rồi nó đầu tư công nghệ dây chuyền rất là tốt, đúng không? Có nhiều tín hiệu tốt để nó mở rộng thị trường, nó doanh thu nó tăng lên. Thì bây giờ mình ôm cổ phiếu của nó, vừa được trả cổ tức, vừa cổ phiếu tăng lên. Thấy không? Hình dung không? Đó, thì đây cũng vậy thôi. Bạn đang ôm cổ phiếu công ty thì bạn phải hình dung ra được. Thì công ty này giống như Facebook chẳng hạn vậy. Bạn ôm cổ phiếu Facebook, ban đầu tiên bạn sờ, đúng không? Mình nói này, ban đầu tiên những người ôm ở giá đây cổ phiếu Facebook ở giá 20 đô, 10 đô là những người đều mong lung cả, cách đây mười mấy năm trước. Ha. Năm 2000 đấy là năm 2012 này. Cách đây 8 năm trước này, giá 20 đô. Thì lúc đó ai còn mong lung, ai chơi nghĩ là sau vài năm thì công Facebook nó phát triển mình vậy thì cổ phiếu mới có giá đó. Đúng không?
Còn bây giờ cái công ty này nó vừa mới ra đời thì nó mới có giá 1 đô. Nhưng hiện tại giờ Crown nó có giá 1 đô thì mới có giá đổi cho các bạn. Nhưng sau này nó có cộng đồng lớn, nó kinh doanh làm ăn ra như là Facebook, như là Grab hay những công ty đó, thì cổ phiếu nó làm ra có giá 1 đô, đúng chưa nào? Cổ phiếu nó làm sao có giá 1 đô? Thì chính vì bằng cái sự nhận thức của các bạn, bằng cái gọi là cái khả năng nhận định cơ hội của các bạn thấy nó có tiềm năng hay không, còn nên đầu tư vào hay không. Tiềm năng thì nên dựa vào đâu để đánh giá tiềm năng đó, vậy thôi. Ok nè. Đấy, còn tiếp theo bạn là gì? Bạn là đây mình có giải thích luôn là làm sao để việc mà cổ phiếu tăng giá. Thì công ty là phải ăn nên làm ra, là phải minh bạch này. Bạn là đào tài năng này, có nhiều tin tốt này, đúng chưa ạ? Rồi chia cổ tức nhiều thì công ty phải kinh doanh được, đó, kinh doanh được thì cộng đồng phải nhiều, rồi là có những cái khóa học hay, có những cái chương trình hay để mà sản phẩm hay để mà phục vụ cho cộng đồng đấy, đúng không? Đấy, mà ở đây công ty là có hai nguồn, một nguồn là từ kinh doanh. Từ kinh doanh là gì? Tức là sau khi mà cộng đồng nó có vài chục triệu người, 100 triệu người, hay mà nếu tốt hơn thì vài trăm triệu người đó, thì nó kinh doanh là rất là nhiều, kinh doanh game, cờ bạc, phải phát hành thẻ Visa mình đang nhắc lúc nãy á, rồi là xổ số, khóa học, đúng không? Rất nhiều cái để mà kinh doanh, tức là có cộng đồng là có tất cả, được chưa? Rồi sau đó là có cái app ứng dụng để liên kết vào cái nhà quảng cáo như là Zalo hay là Facebook hay TikTok, đúng không? Các bạn thấy là hình dung này, Zalo nó có bán cái gì không? Không, không bán cái gì cả, không bán một cái gì. Facebook nó chẳng bán cái gì, TikTok nó chẳng bán cái gì, nó là một ứng dụng để cho mọi người xài miễn phí thôi. Nhưng mà tại sao nó là có tiền? Tại đó là có cái tỷ phú, CEO toàn là những tỷ phú, đúng không? Các bạn gì cả, đó là vì cộng đồng, đó là vì là kết hợp được các nhà quảng cáo đặt quảng cáo lên trên đấy, tìm đến nó để quảng cáo. Thì đây một phần của Crowd nó cũng vậy, khi nó có cộng đồng rồi thì các nhà quảng cáo tìm đến thì nó được ăn chia, đúng không? Đây, rồi cái thứ ba, nếu bạn là người giới thiệu, người ta cộng đồng cho nó, quyết định tạo cộng đồng cho nó, thì bạn phải lấy, bạn có gì thì bạn có 20% cổ phiếu, bạn có 80% tiền mặt, thì tại sao bạn lại muốn là người ta cộng đồng như mình này? Mình tạo cộng đồng cho mọi người, mình tạo cộng đồng, mình giới thiệu với mọi người. Vì sao mình lại quyết định như vậy? Bởi mình hưởng quyền lợi trong đấy, đúng không? Thì xem thì công ty nó cho mình những quyền lợi gì. Tại sao mình không làm cho công ty Vinamilk? Tại sao mình không làm cho công ty Amway Nu Skin mà mình lại làm cho công ty này? Thì mình phải cân đo đong đếm. Thì là các bạn, thì các bạn cũng phải xem từ là có những chế độ ưu việt gì, đúng không? Có những sự ưu việt gì mà mình phát triển cái đấy. Thì xem thử là giả sử như mình tạo cơ chế công ty, mình tạo ra cho công ty 100 người, đưa đến 100 người, thì công ty cho mình cái gì? Nhưng 1.000 người, 10.000 người hay 1 triệu người thì công ty cho mình cái gì? Để là gì? Để mình quyết định, quyết tâm mình làm cái đó. Có xứng đáng với công sức mình bỏ ra hay không? Còn công ty thì mình thấy ok rồi, đúng không? Ví dụ như Nu Skin hay là Amway mình thấy cũng ok, nhưng mà công ty nó cũng ok. Mọi người nghĩ tại sao mình không làm? Nhưng tại sao mình lại làm cho thằng này? Đó, và sắp tới mọi người phải trả lời câu hỏi về, đúng không? Ở đây nó cho mình làm online này, nó cho chế độ lương thưởng rất ok này, nó cho mình nắm cổ phiếu này, nó cho mình cái bệ tài chính này, sau này mình có thể thu nhập tự động, rất nhiều thứ cả đó, để sau này mình sẽ là nói về cái chế độ lương thưởng cho công ty, về công cụ công ty cho các bạn ha. Còn bây giờ các bạn hiểu được vấn đề là ở đây ai là người giỏi với cái dự án Ground này, và chúng ta có cùng thắng hay không. Chứ còn làm mà công ty thắng, một công ty thắng cũng không được, nhà đầu tư thắng cũng không được. Người giới thiệu không có gì thì cũng ai làm cho người ta, đúng không? Công ty mà thắng không thì bỏ nhà đầu tư ra ngoài, hay là người giới thiệu ra ngoài thì ai còn ai nữa, không ai làm. Hoặc sao nên nhà quảng cáo mà người ta đặt quảng cáo trên cộng đồng nào mà thấy hiệu quả không mang về lợi nhuận thì người ta cũng không làm, người ta không tìm đến nữa, thì công ty mất nguồn thu, đúng chưa nào? Đấy, và có một câu hỏi này rất hay nữa là có cái bàn kia, bạn ấy hỏi, và mình đó cũng là cái mình suy nghĩ, và bàn kia bạn ấy hỏi thì mình đưa lên đây cho các bạn hiểu được rằng là nhiều người mong lung nè. Ồ anh ơi, bây giờ là có 100, giả sử như qua cái giai đoạn tạo cộng đồng rồi, mình tạo cộng đồng rất là lớn cho nó, thì công ty kinh doanh gì để mà trả cho mình, trả cổ phiếu, cho trả cái lợi tức cho cổ tức cho công ty, cho người nắm giữ, nhà đầu tư, rồi cho mình, rồi là trả vào bệ tài chính như vậy.
đúng không? Công ty làm gì ăn ra, ăn đến làm ra, đúng không? Thì bây giờ như như trước mình đã nói sơ qua rồi, còn bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn là thế này. Các bạn thấy này, mình phải hình dung là khi cái giai đoạn 1 là công ty tạo ra một cộng đồng rộng lớn, đúng không? Khi người ta bán cổ phiếu, người ta có tiền để xây dựng rồi và người ta có một cộng đồng rộng lớn rồi, thì tiếp theo người ta sẽ tiến hành kinh doanh, vừa phát triển vừa kinh doanh, vừa phát triển vừa kinh doanh, đúng không? Có một đội ngũ, tức là cộng đồng vừa tạo cộng đồng, sau đó công ty vừa lăn trên những sản phẩm kết hợp quảng cáo vào trong đấy. Thì mình nói cụ thể này, các bạn hình dung rằng là như Zalo ở Việt Nam thôi ha, thì nó có kinh doanh gì không? Không kinh doanh gì cả. Facebook, TikTok nó chẳng kinh doanh gì cả, mà nó chỉ là app ứng dụng, nó tập trung vào làm một cái app ứng dụng thật tốt, à, app ứng dụng tốt để mọi người càng sử dụng nhiều càng tốt, càng ở trên đó càng nhiều càng tốt, càng xài nó càng nhiều thời gian càng tốt, để làm gì? Để các nhà quảng cáo tìm đến nó. Bạn đã bao giờ bạn thấy là một quảng cáo chạy trên Facebook chưa? Quảng cáo chạy trên Zalo chưa? Chạy trên TikTok chưa? Đó, nó cất nó kiếm tiền là năm ở đấy đấy, 95% của Facebook tiền nó về từ đấy, đúng không? Bây giờ ai có nhu cầu, ví dụ như mình đang có nhu cầu mua một cái, sắp tới mình có nhu cầu mua một cái những cái đồ thiệt về chạy bộ, giả sử như ai quảng cáo trên Facebook, à, mình cảm thấy ok, mình cảm thấy vào đó mình cảm thấy được thì mình mua, click vào mình mua, thì Facebook nó có tiền, đúng không? Các nhà quảng cáo đó có tiền bình thường, bữa nay mua sắm online là bình thường mà, đúng không? Bạn hiểu chưa nào? Thì ở đây cộng đồng của crowd, khi nó cộng đồng có cộng đồng rộng lớn rồi thì nó cũng sẽ như vậy, đúng không nào? Hay cụ thể hơn này, hay cái là cái thằng Grab đi, à, thằng Grab đi, làm đầu tiên, ban đầu tiên nó chỉ là một ứng dụng để gọi xe thôi nhá, nhưng sau khi nó mở rộng được một mạng lưới cộng đồng rộng lớn, nó có một cái hệ sinh thái rộng lớn, thì bắt đầu nó mở mang ra cái thứ khác, à, nó làm thêm cả cái mạng thanh toán, nó làm thêm cả cái mạng giao hàng, à, rồi sắp tới mình nghĩ nó sẽ làm rất nhiều thứ khác nữa, à, hay cụ thể như là ở Việt Nam này, đúng không? Ở Việt Nam này thì là à, Crowd nó có 5 triệu thành viên hay là 10 triệu thành viên, đúng không? Ví dụ vậy thì có phải là các nhà quảng cáo sẽ tìm đến nó không, đúng không? Thì bắt đầu đặt quảng cáo lên đấy, đúng chưa? Và đặc biệt nữa là khi mà cộng đồng Crowd, à, khi cộng đồng Crowd mà biết, à, mình ví dụ này, khi mà các nhà quảng cáo tìm đến đây, à, thì cộng đồng mình cảm thấy là mà biết rằng là, bởi vì đấy là công ty của cộng đồng mà, không? Công ty Crowd này công ty cộng đồng mà, thì mình biết rằng là khi mà các nhà quảng cáo đặt đến đây, khi mình tiêu xài ở đấy thì gì? Thì công ty có tiền, công ty có tiền thì mình cũng có tiền, đúng không? Chỉ phải là gì? Vì mình nắm cổ phiếu của nó mà, vì mình cũng được chia lợi nhuận mà, thì có phải là cộng đồng càng ngày càng chăm chút cho hơn, càng ngày càng xài ở trên đó nhiều hơn không, đúng không? Đó là tiền chứ đâu. Rồi, à, những cái khác như là công ty tự kinh doanh, như là công ty, ví dụ như công ty ra một cái thẻ Visa, thì ai có nhu cầu thì xài, đúng không? Trong hàng trên thế giới này, cộng đồng của nó hàng chục triệu người, hàng trăm triệu người, ai có thẻ Visa thì xài. Ví dụ sau này mình có tiền, tạo ra hệ thống, tạo ra cái có tiền mặt trong đấy, mình đưa thẻ Visa đi xài, đi ở đâu xài được hết, có thể rút ra Bitcoin, rút ra ETH, thì có phải là quá tiền lời không? Thì mắc gì mà không xài, chi phí rẻ nữa thì mắc gì mà không xài, chi phí gần đến với cả cái hình thức khác thì mắc gì mình không xài. À, có khóa học online thì mắc gì mình, ví dụ như mình đang cần một cái khóa học về là bồi bổ thể lực, bồi bổ rèn luyện sức khỏe, thì bây giờ, à, mình trên 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 cái này, trên Crowd có, thì mắc gì mình không xài, đúng không? Mắc gì mình không xài. Rồi là có cái game hay thì những ai mà thích game thì sai, đúng không? Thì đem đi sai, đúng không? Các bạn có nghe được cái video mà, cái video của nó là, à, khi mà mục tiêu của chúng tôi là khi đã tạo được cộng đồng rồi thì là chúng tôi sẽ, à, mục tiêu là một cái thành viên sẽ tiêu xài 50 đô hay là 200 đô trong vòng một tháng, đúng không? Tiêu xài 20 đô, ví dụ như là bây giờ các bạn tính này, một thành viên tiêu xài 50 đô trong vòng một tháng, vì 10 triệu thành viên là nó có 500 triệu đô một tháng rồi, đúng chưa nào? Con số khủng khiếp chưa? Thì trong 500 triệu đô này, công ty nào nói là nó chỉ lấy 20%, còn lại 40% nó đưa vào cổ phiếu, còn 40% nó đưa vào cái bệ tài chính, là cái bệ tài chính chính là cái mà thu nhập tự động cho mình sau này. Hay là 100 triệu thành viên, một thành viên xài 50 đô thôi, thì nó là có 5 tỷ đô một tháng, một năm nó có 60 tỷ đô. Các bạn thấy cái mindset của nó rộng lớn chưa, đúng không?
Rồi. Ở đây cái bạn hỏi được là đâu rồi nhỉ? Cái câu hỏi lúc nãy đây. Đó, thế thì cái câu hỏi mà khi tạo ra cộng đồng nhiều rồi, đúng không? Thì là trong cái cộng này cộng đồng ráo toàn là những người mà chủ yếu là giới thiệu và người vào ăn tiền, thì có tiêu xài gì đâu mà công ty mà ăn lên làm ra, đúng không? Hay là cả nhà quảng cáo, thì các bạn đã có câu trả lời đúng không? Bất kỳ ai cũng có một cái nhu cầu nào đó, bất kỳ ai nào cũng có nhu cầu mua sắm online mà, đúng không? Đơn giản vậy thôi. Ví dụ như ở mình, ví dụ list friend của mình đang có hơn khoảng là 7.000 người. Mình chỉ đơn giản mình là list friend cộng đồng của mình này, friend của mình thôi, người follow mình thôi, khoảng 7.000 người. Thì khi mình đưa ra cộng đồng của mình một khóa học Amazon, thì ít chi cũng có một vài người quan tâm, ít chi cũng có một thấy được rất hay thì một vài người tham gia, đúng chưa? Thì ví dụ như mình mở thêm một vài khóa học, hoặc là mình mở thêm một vài cái, ví dụ như mình bán thêm các cái ebook, hay là mình bán thêm những cái mặt hàng gì đấy, thì sẽ có một vài người tham gia. Hay là ví dụ như sắp tới mình bán bảo hiểm chẳng hạn, thì mình giới thiệu thì cũng sẽ một vài người ủng hộ mình. Các bạn hiểu ý không ạ? Thì ở đây cộng đồng vài triệu người như vậy thì chắc chắn có người cần, người không cần cái này thì người cần cái khác. Ví dụ người cần thẻ visa thì người sẽ táo, còn mình ai cũng cần thẻ visa thì thôi. Còn người ví dụ người thể chơi muốn chơi game thì có game hay thì chơi. Các bạn hiểu ý này không? Tức là có cộng đồng, tại sao nói cũng nói là có cộng đồng là có tất cả, có cộng đồng là có tiền, là nó nằm ở đấy, đúng không? Đương nhiên cái mindset nói là cái cộng đồng toàn là những người giới thiệu thì làm gì mà có tiêu xài mà ra tiền. Đó, bây giờ các bạn hiểu hiểu ý chứ nào? Đó. Rồi, thì chính vì vậy nên là nếu bạn đã biết đến Gra thì bạn hãy tìm hiểu cho kỹ. Bạn hãy tìm hiểu cho kỹ ha. Bạn hãy tìm hiểu cho kỹ rằng là bạn nên tham gia về hình thức nào. Bạn là đầu tư, bạn muốn nắm cổ phiếu hưởng cổ tức, muốn cổ phiếu tăng giá thì bạn phải tìm hiểu công ty đó. Đúng không? Như thế nào thì mình mới nắm nó chứ. Đúng không? Bạn xem thử này. Một lý do là bạn phải xem là gì? Công ty đó tương lai, mình đã nói quá lúc nãy rồi, thì công ty đó nó tương lai là có làm ăn tốt không? Doanh thu nó có ngưỡng tốt không? Nó hoạt động trong lĩnh vực nào? Có dễ kiếm ra tiền hay không? Ví dụ game cả cược online, đây là ngành công nghiệp là 150 tỷ đô, gấp 5 lần ngành công nghiệp điện ảnh, nó có tiềm năng hay không? Đúng không? Nó có tiềm năng hay không? Rồi sắp tới mở rộng các dịch vụ khác. Rồi đội ngũ lãnh đạo của nó là ai? Đúng không? CEO của nó là người như thế nào? Đã từng đưa ba công ty lên sàn chứng khoán. Đâu phải đơn giản. Đúng không? Công ty nào có minh bạch hay không? Tất cả những cái đó, ví dụ công ty minh bạch hay không, các bạn có vào thì Business from Home, các bạn gõ Gra, nó sẽ ra cái Alexa này, nó đánh giá cái trang web của nó này. Nó đứng top 6, đứng trên cả Nuskin và Amway. Mà khi các bạn bấm vào đây, bấm vào đây, Crowd này, bấm vào đây, Nuskin này, Amway này, Crowd này, các bạn thấy đang Nuskin, doanh thu nó đây còn nó có doanh thu hết này, đúng không? 2 tỷ này, 2015 2 tỷ, 2016 2 tỷ, 2017 2 tỷ 2, 2018 2 tỷ 6, 2019 2 tỷ 4, ghê chưa? Rất là ghê đúng không? Bởi Crowd thì 2015, 2016, 2017 nó chưa hoạt đi vào hoạt động, nó chưa có, nhưng 2019 bắt đầu khởi động thì nó có doanh thu 25 triệu đô, nó đều có hết đúng không? Amway là 9 tỷ rưỡi 2015 đến 2019 8 tỷ 4, 8 tỷ 4, đúng chưa? Ghê chưa? Đấy, đấy là gì? Mọi thứ nó đều minh bạch đúng không? Rồi khi các bạn bấm vào Crowd thì nó sẽ có gì? Đâu rồi? Nó sẽ cho thấy rằng là ngoài cái CEO của nó, đúng không? Ông Johan đây, cái ông này thì mình đã nói với các bạn rồi, đã từng đưa ba công ty lên sàn chứng khoán, đúng không? Đây là ba diện tích của ông ạ. Ba diện tích của ông hoặc là trong cái office các bạn sẽ thấy đó, không ạ? Ông nói đúng không? Ông giới thiệu với ông thì các bạn sẽ thấy được rằng là đây là một vị CEO như thế nào, giới thiệu được hàng ngàn người. I come from nowhere. I'm born on a small farm outside a hick town nobody's ever heard được chưa? Of. I was really bad at school. Đúng không?
Rồi các bạn có thể lên Wildcard Media, mình đã giới thiệu lúc hôm trước rồi, là các bạn có thể lên Wildcard Media, các bạn tìm một cái website chuyên đánh giá về những cái dân nhân, những cái người nổi tiếng. Các bạn tìm là tuổi thơ ông như thế nào, ông sinh ra từ đâu, rồi tất cả những thứ đó nó đều có hết, mọi thứ đều minh bạch. Rồi cách kiểm tra về cái website, tất cả mọi thứ nó đều có, đúng không? Thì ở đây tiếp theo mình muốn nói đến là đấy, tiếp theo mình nói đến là đó, nếu bạn là nhà đầu tư, bạn quyết định vào đấy chỉ đầu tư không thôi thì bạn ôm cổ phiếu, thì vì sao bạn ôm? Bạn phải trả lời được những câu hỏi đấy chứ, bạn đừng có nghe người ta nói là ủ công ty đa cấp đấy, trời ơi đa cấp mà như Amway và như Nu Skin ấy, hay những cái công ty mà top về đa cấp ấy, thì nó quá tuyệt vời. Đa cấp nó không chẳng có gì cả, mình hiểu đó là hình thức trả thưởng thôi. Còn đa cấp mà Ponzi lấy lại người này trả cho người sau thì mới là quan trọng. Ở đây con ở đây các bạn bán hàng, đang bán hàng, thế là chuyện bình thường, đúng chưa? Rồi tiếp theo các bạn là người giới thiệu, các bạn tạo cộng đồng thì bạn phải xem, đúng không? Và bạn nắm giữ cổ phiếu nó thì nó có tốt không, có tăng giá hay không. Giới thiệu bạn bè thì khi mà các bạn giới thiệu bạn bè tức là bạn đang bán cổ phiếu, bạn đang giới thiệu cổ phiếu cho người ta, thì các bạn phải biết được rằng là bạn phải tâm huyết được rằng à đây là một công ty tốt. Mục đích của nó, crowd là công ty của cộng đồng, cùng làm cùng hưởng. À, nó có những chế độ ưu việt tốt, đúng không? Có những thứ tốt ở trên này này. Vì bạn vừa đã là nhà giới thiệu thì bạn cũng là người đầu tư. Được vừa đầu tư tiền, vừa đầu tư công sức vào đấy. Nhà đầu tư thì người ta chỉ bỏ tiền thôi. Còn các bạn vừa bỏ tiền mà vừa bỏ công sức nữa. Thì bạn phải biết rằng đó là một công ty rất là gì? Tiềm năng. Bạn phải nhận định được, theo nhận định của các bạn là một công ty tiềm năng và nó tốt. Tương lai nó sẽ phát triển. Đúng không? Để làm gì? Để bạn giới thiệu cho bạn bè bạn, bạn giới thiệu cho người thân của bạn, đúng không? Bạn giới thiệu cho những người xung quanh bạn, nó sở hữu nó, thì win-win. Khi sau này công ty phát triển tốt, đúng không? Thì là bạn có, những người xung quanh bạn có, đúng không? Nó đáng để các bạn giới thiệu, đáng để các bạn phát triển, đúng chưa? Đó, đó là tất cả những thứ mà mình muốn giải thích cho các bạn rằng là dù bạn là ai, đã biết đến crowd thì các bạn phải hiểu được cái bản chất vấn đề của nó. Thì sau đó rồi các bạn mới là nhận định là bạn có tham gia hay không. Mà nếu tham gia thì tham gia như thế nào để không bỏ lỡ một cái cơ hội. Còn đương nhiên tất cả các nhận định thì mỗi người có nhận định khác nhau. Mình có nhận định như thế này nhưng các bạn có nhận định thì khác, đúng không? Thì không ai biết được. Bởi vì nếu như mà biết được, ai cũng biết được, ai cũng nhận định được thì nó đã giàu rồi. Mà khi nào ai cũng nhận định được cơ hội thì không còn là một cơ hội nữa. Khi ai biết được đó là một cơ hội thì nó không còn cơ hội nữa. Ai hiểu ý mình ạ? Ví dụ cổ phiếu Amazon thì lúc cách đây quay về đây là năm 2000, đây là năm 2001, 19 năm về trước. Giá của nó chỉ có 13 đô, 13, 14 đô. Nhưng bây giờ nó đã có lúc nó lên đến 2.200 đô. Gấp bao nhiêu lần nhỉ? À, gấp bao nhiêu, ngàn mấy lần? Đúng không? À, trăm, 100 mấy lần, 100 mấy lần. Thì các bạn thử nghĩ đi, thời đó mình bỏ ra 1.000 đô. Hay là lúc lăn chín nó có cổ phiếu là 1 đô đi, vài đô đi. Thì mình bỏ ra 1-2.000 đô thì bây giờ mình đã có triệu đô rồi. Lúc đó có ai nhận định nó là cơ hội không? 20 năm trước có ai biết là nó như thế này không? Đúng không? Hay là cổ phiếu của Facebook, có ai nhận định được thời điểm đó nó nhận định được không? Hoặc hay là thời điểm vừa rồi cổ phiếu nó lao cho hàng loạt, có người bán tháo. Bởi vì người ta sợ hãi, nhưng có người vẫn mua vào. Bởi vì người ta thấy đó là cơ hội. Đúng chứ? Thì mọi người có một nhận định khác nhau. Còn đa cấp hay không? Thì mình nói này, các bạn bán hàng và được thưởng cái theo nhiều tầng. Vậy thôi. Như mình lấy minh chứng như là TCA, một cái công ty vừa mới môi giới về hóa hồng, vừa mới giới về là bảo hiểm. Người ta có một chế độ trả thưởng theo chế độ đa cấp, đa tầng. Vậy thôi, đúng không? Thì đó là tất cả những quan điểm của mình nhận định là về crowd này, cho các bạn hiểu hơn, để các bạn biết rằng là nếu là bạn đầu tư thì vì sao bạn đầu tư, bạn giới thiệu thì vì sao bạn giới thiệu, và bạn là vì sao mà bạn join vào đây, nếu đã join rồi thì vì sao bạn nên cùng chung tay với crowd để phát triển, crowd là cộng đồng mà, để phát triển công ty của mình, coi như đấy là công ty của mình, ok không nào? Thì video sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là giải thích sâu hơn cho các bạn là các cái hoa hồng của hệ thống, công ty nó sẽ trả cho mình hoa hồng gì, rồi là mình lấy một ví dụ là làm sao để có thu nhập 2.000 đô một tháng đối với cái crowd này, được không? Ok.
Video này mình sẽ dừng lại tại đây nhé. Còn lại những cái video khác thì mình sẽ post lên sau. Anh em có cái câu hỏi hoặc là các bạn có thể đăng ký cái kênh YouTube của mình ha. Click vào nút đăng ký á, thì để mà khi nào mình có cái video thì nó sẽ hiện lên cho các bạn đầu tiên. Ok không? Còn bây giờ thì chào các bạn nhé. Ok, bye bye.